FWD. Khi cái ca này xảy ra thì bác mới có một cái giật mình. Tại vì cái ca này á, là họ không có dấu hiệu trục lợi. Thấy không? Đi cái xe và nó đâm vào cái cột đèn. Và những cái người như thế này á, là họ sẽ chết ngay, không cách nào mà cứu được hết. Và chính những cái chết như thế này thì họ đỡ đau khổ. Còn nếu mà cứu được họ mà họ thành ra người tàn tật lại còn đau khổ bao nhiêu lần nữa. Thành ra khi bác làm cái phim này, cái nhạc bác lồng trong cái phim này nó là tựa đề, nó là A Perfect Life, tức là cái mạng sống của em này nó mất đi không vô ích. Nó sẽ kêu gọi các doanh nghiệp bảo hiểm khi làm thẩm định phải suy nghĩ cho kỹ, chứ đừng có bột trộn để đi tới cái chỗ không hay để mang tiếng trên thương trường nhé. Thì bác biết là đưa cái hình ảnh này lên á, thì người mẹ sẽ rất là đau khổ, luôn luôn là khóc, khóc đến sưng cả mắt lên. Bác bảo bây giờ phải im không khóc nữa thì bác mới có thể nói chuyện, bác hiểu được. Chứ còn khóc bác không hiểu được. Còn bác cũng đã từng bị mất con rồi, bác hiểu cái nỗi đau nó như thế nào. Nhưng mà những cái người mà nó còn trẻ, nó được đi sớm như thế thì đôi khi cái đó là cái số của nó, chứ không phải lý do là tại vì mua bảo hiểm cho nó mà nó chết. Thật sự ra cái hợp đồng này không phải tự mua, mà chỉ có là hai mẹ con đi lên để giả nợ ngân hàng. Khi giả nợ ngân hàng là giả sớm hơn, hơn thời gian, thành ra bị phạt. Thì ngân hàng HDB phạt 80 triệu. Thì lúc đó người mẹ mới bảo là khách hàng lâu năm của ngân hàng 10 năm mà phạt 80 triệu. Thì nhân viên ngân hàng họ bảo họ bằng lòng, họ giảm phạt, họ chỉ phạt 40 triệu thôi. Hiểu không? Thì do đó phải giả 40 triệu. Như vậy cứ 40 triệu mà họ giảm cho đó, thì dùng cái 40 triệu đó mua một cái hợp đồng bảo hiểm của FWD. Và khi mua cái hợp đồng bảo hiểm đó thì cái người tư vấn họ cũng nói chung là họ cũng hiểu đấy. Họ bảo rằng là người mẹ lớn tuổi rồi, nếu mua thì cái số phí nó rất cao, do đó mua cho thằng con. Vì thế mới để cho cái thằng con đó, nó là mua cái hợp đồng đó. Các em hiểu không? Không, hai mẹ con có tính toán gì đâu. Mà do cái người tư vấn, nhân viên của kênh băng ca HDB họ tư vấn. Và khi bác thấy cái người tư vấn đó, họ tư vấn như vậy thì bác thấy hợp lý. Bác thấy cô đó cũng hợp lý, hay là cái anh đó cũng hợp lý. Đúng, khi mua bảo hiểm phải mua cho người trẻ, còn người lớn tuổi không nên bán bảo hiểm cho họ. Thứ nhất, phí nó rất là cao, hiểu không? Họ chẳng có hưởng cái gì cả. Chỉ có cái tuổi trẻ đó nó mới sợ. Sợ nhất là cái gì? Tại vì thống kê rồi, cái tuổi trẻ toàn là chết vì tai nạn, hiểu chưa? Đó là cái mà thống kê trong ngành bảo hiểm luôn. Thành ra những người trẻ đã đi làm có tiền là phải mua bảo hiểm. Nhưng mà khi coi về cái lịch sử mua bảo hiểm của cái người được bảo hiểm này, thì hóa ra năm em đấy 25 tuổi là nó đã mua bảo hiểm cho nó. Và nó mua năm 2013 một cái. Xong rồi mua 2013 là mua của một người đại lý khác của Prudential. Đến khi mẹ em đó vào làm đại lý cho Prudential, mẹ em mới bán cho em một cái nữa là 2017. Rồi thêm một cái thứ ba nữa là 2018. Tức là ba sản phẩm khác nhau. Trong đó có Phú An Lộc, Việt nọ kia, ba cái, bác nhớ bằng máng thôi. Thế thì cái vấn đề là gì? Cái việc mà em nó mua ba cái hợp đồng cho em ở nhà Prudential, nó là lẽ tự nhiên, chứ không phải là một cái sự trục lợi nào cả. Còn cái chuyện mà em nó mua bảo hiểm của FWD, nó cũng là lẽ tự nhiên.
do tư vấn, bác phải nói là một cuộc tư vấn rất hay của cái em nhân viên của HDB. Thành ra mới có cái hợp đồng này. Vấn đề các em biết rằng là cái điều khoản người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng mà có hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với người bảo hiểm thì bác không hiểu được cái người bảo hiểm họ vi phạm pháp luật với chính bản thân họ là cái gì. Thứ nhất là người bảo hiểm tự giết mình, tức là tự tử. Tự tử thì nó đã bị loại trừ trong 2 năm đầu rồi. Hiểu chưa? Thì khi cái ca này xảy ra, nó xảy ra có vài tháng sau khi hợp đồng có hiệu lực, thì bao giờ cái người thẩm định viên họ cũng nghĩ tới cái chuyện có tự tử hay không. Nhưng mà khi mà cái tai nạn, biên bản của công an tỉnh Bình Dương họ đưa ra, đây không phải là một ca tự tử. Đây là một ca tử vong dưới ảnh hưởng của rượu bia. Hiểu không? Tức là lái xe khi có nồng độ cồn trong máu cao. Còn nếu mà bên mua bảo hiểm giết người được bảo hiểm thì dĩ nhiên là vi phạm pháp luật hình sự rồi. Người thụ hưởng giết người bảo hiểm nó là vi phạm pháp luật hình sự rồi. Đúng không nào? Còn người bên mua bảo hiểm và người thụ hưởng hiệp lại để giết người bảo hiểm cũng là vi phạm pháp luật hình sự. Thế thì nguyên thủy cái điều khoản này đưa ra là dịch từ bên nước ngoài. Bác là cái người dịch chứ ai? Thì khi dịch như vậy là bác mới hiểu ra là tại vì họ muốn đưa cái điều khoản này vào để tránh những trường hợp giết nhau, giết hại nhau vì cái món tiền bảo hiểm. Đơn giản thế thôi. Nó về mặt đạo đức rất là tốt. Thế nhưng mà không hiểu vì vô tình hay cố ý, một số các thẩm định viên của doanh nghiệp lại nghĩ rằng người được bảo hiểm vi phạm pháp luật. Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật, họ bẻ ra. Họ bẻ ra 3 người. Trong khi 3 người đó là một khối nó đi cùng với nhau để nó áp dụng cái này, lại bẻ ra từng cái một. Các em có thấy nó sự vô lý không? Nha. Yeah. Ok. Bây giờ này. Cái này á là các em thấy rằng là cái hợp đồng này á là một cái hợp đồng đầu tư. Thấy không? Thì trong cái phần 1 á của điều khoản của sản phẩm á là họ ghi cái hàng chữ như thế này. Nha. Thì từ cái hàng chữ như thế này này thì các em mới nhìn thấy họ đi xuống một cái nữa để họ ra tới một cái định nghĩa của một số định nghĩa, nhiều định nghĩa. Rồi sau đó họ thêm cái định nghĩa hành vi cố ý vi phạm pháp luật. Họ định nghĩa luôn là hành vi của một cá nhân bao gồm một này, việc tham gia hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật mà luật hình sự quy định là tội phạm. Tức là cái này là vi phạm pháp luật hình sự. Có chữ hoặc này. Hai này, điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn theo quy định của pháp luật. Đúng không? Ok. Bây giờ cái hai này này, gài cái chuyện mà trong máu có nồng độ cồn theo quy định của pháp luật, tức là phải đè cái nghị định 100 ra để mà đọc. Rồi cái thứ ba này, hoặc việc sử dụng chất ma túy này, thì bây giờ coi như là cái ca này mình chỉ thấy là họ chú ý cái gì nha. Thế bây giờ này, cái này á là cái kết luận của công an Bình Dương.
nguyên cái phần kết luận này. Họ kết luận rằng là cái em này phạm hai lỗi vi phạm hành chính của luật giao thông đường bộ. Thứ nhất, lái xe mô tô không có giấy phép. Cái thứ hai, có nồng độ rượu vượt quá. Hiểu không? Tại sao mà họ lại dùng chữ vượt quá 50 mg? Các em có hiểu không? Tức là nồng độ rượu của em này là 139 mg/100. Vượt quá 50 có nghĩa là cảnh sát giao thông của Bình Dương họ lấy cái mốc bao nhiêu, các em biết không? 80 đúng không? 80 cộng 50 nó ra như đây này, đúng không? À. Thế rồi họ mới đi tới chỗ là vi phạm điều khoản 8953 điều 8 khoản 1 điều 9 luật giao thông đường bộ. Nếu cái này là có phải vi phạm này là vi phạm hình sự không? Hành vi của đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến tính mạng và tài sản của mình, không gây thiệt hại cho người khác, vì vậy không có sự phạm tội căn cứ theo điều 157 bộ luật tố tụng hình sự. Người công an họ viết rất là kỹ lưỡng, rành mạch, chứng tỏ cái người viết rất là tốt. Các em hiểu không? Thì quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông trên. Hiểu chưa? Cái vấn đề nó ở chỗ này. Đây là cái thư từ chối. Các em không hiểu. Khi mà đưa cái thư từ chối này lên á, để cho các em nhìn đằng sau những cái hàng chữ này, chứ không phải nhìn thẳng vào cái hàng chữ này. Đằng sau những cái hàng chữ này là cái gì? Trang 1 này, trang 2 này, hiểu không? Tức là đẩy cái người nạn nhân này vào cái hành vi cố ý vi phạm pháp luật, tức là điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có rượu. Cái thứ hai là người được bảo hiểm có hành vi cố ý vi phạm pháp luật hoặc nên mua bảo hiểm, lại lôi cái này vào rồi mà bỏ vào đấy. Cái này là dùng là để cho cái cụm từ ba người này giết nhau thôi, để mà chiếm số tiền bảo hiểm thôi. Đưa cái cụm từ này vào là sai, ta không hiểu gì cả. Thì do đó cái chuyện này là cố tình để ép cái người này vào cái hành vi cố ý vi phạm pháp luật. Và đưa thêm cái biên bản kết luận kiểm tra của cơ quan cảnh sát đường gì? Cảnh sát gì? Để thì vẫn không đọc ra. Nhưng mà các em thấy không? Có một cái sai rất lớn ở chỗ này. Thì bác sẽ cắt cái hình này ra để coi sai chỗ nào. Đây. Đây này. Nó sai ở cái đoạn này này. Tức là vứt nguyên một cái phần kết luận và đề nghị này đi. Để mà ghép tội cho khách hàng. Như thế này là bác thấy không tử tế. Không tử tế. Tại vì á, đối với một trường hợp vi phạm giao thông, thường thường là vi phạm hành chính luật giao thông đường bộ của một người lái xe hai bánh. Nếu người đó làm cho người khác chết thì nó sẽ là giết người, là giết cái người khác, thì đó lúc đó nó nhảy qua hình sự. Còn cái người này tự chết rồi thì bên công an người ta đã xí xóa tội rồi, không truy tố, tức là không có tội vi phạm
pháp luật hình sự nữa rồi, thì lại cắt cái đoạn đỏ đỏ này này ra để mà đi tới cái chỗ là đã điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi có máu, khi máu có nồng độ cồn, hành vi này là vi phạm các quy định của pháp luật, rất tiếc là không chi trả. Bác thấy cái chuyện mà cắt cái này nó là một cái lỗi rất 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 là không chấp nhận được. Bác không chấp nhận cái chuyện này. Bây giờ các em nhìn, người được bảo hiểm lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia là vi phạm hành chính luật giao thông đường bộ. Người được bảo hiểm lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia tự gây tai nạn giao thông đường bộ và mất. Người được bảo hiểm có hành vi cố ý vi phạm pháp luật. Đối với người bảo hiểm, người được bảo hiểm à? Cái câu hỏi đó, công an trả lời rồi đó. Trả lời không? Nó chết rồi. Anh em nó không có, có vi phạm cái gì cả. Hiểu không? Như vậy, cái việc mà chi trả hay không chi trả là quyền của thẩm định viên. Các sếp không, không có kỹ năng thẩm định, họ không biết gì hết. Thẩm định viên mà làm sai, thẩm định viên trưởng làm sai theo, không kiểm tra lại, thì khi có tranh chấp, cái ông tổng giám này là biết sai chỗ này, phải sửa ngay. Cái ông tổng giám đốc này này là sẽ bị lôi ra tòa nếu mà trường hợp cái người giám thì tổng giám M đúng không, tổng giám đốc chịu trách nhiệm đúng không, thì thường thường ông tổng giám đốc ông ấy ra làm gì, ông ấy sẽ nhờ người khác đại diện ủy quyền, làm giấy ủy quyền cho người đó ra tòa chứ, đứng ra tòa làm gì, cho tòa nó chửi à. Mua bảo hiểm nhân thọ là mong được bảo vệ thu nhập chưa mang về nhà kịp, loại trừ hành vi vi phạm pháp luật hành chánh luật giao thông đường bộ trong sản phẩm chính là quá làm khó cho khách hàng. Thành ra khi cái ca này lên thì tất cả những người khách hàng đã mua của FWD, tôi đã dặn trên mạng xã hội là gì, không được uống rượu khi mà giao thông, không thôi là sẽ không được trả cả sản phẩm chính. Các công ty khác, thí dụ như Prudential, họ trả trong vòng tích tắc là họ trả cho 3 cái hợp đồng. Thành ra người mẹ đã nhận được cái số tiền chi trả của 3 hợp đồng nhà cổ rồi. Còn cái hợp đồng này thì không được chi trả. Bác thì bác nói thật, tánh bất thẳng. Bác phân tích như thế để cho các em á, cũng có một cái nhìn khách quan. Tại vì các em biết á, trong bảo hiểm á, cái người thẩm định viên á, họ có kỹ năng thẩm định thì họ sẽ thẩm định như thế đấy. Nhưng mà cái người sếp ở phía trên á, là ai? Là phó tổng giám đốc, là tổng giám đốc. Để làm gì? Tập hợp lại thành ra gọi là một cái claim committee, là hội đồng thẩm định của công ty. Thì khi mà đưa cái ca này ra, thường thường á, các em ấy không chịu đưa ra để cho quyền quyết định sẽ nằm ở phía trên. Còn các em ấy sợ trách nhiệm, rồi các em ấy cứ co bóp đầu bóp cổ khách hàng như thế này là không nên. Cái lương tâm của mình nó không để yên. Tại vì cái cuộc đời mình nó còn dài lắm, kinh khủng lắm. Hôm nay khi nói chuyện với một người bạn bên Mỹ thì họ cũng có nói với bác một câu mà bác cũng thấy cũng đúng. Đúng là tại vì bạn bè thân cùng một lớp y khoa thì bác ấy bảo đúng là Quỳnh Mai được tái sinh. Đáng nhẽ bác chết từ hồi 8 tây tháng 4 năm 2021 rồi. Nhưng mà bác vẫn được sống và bác vẫn được làm bảo hiểm nhân thọ cùng các em. Bác vẫn được dạy các em, bác vẫn được lắm mồm lắm miệng. Mọi lần lắm mồm lắm miệng có một công ty Prudential thôi.
thì chỉ có công ty Puyen nó ghét thôi. Bây giờ lắm mồm lắm miệng với toàn thị trường luôn. Thành ra bây giờ bác nói thật với các em, cái gì đúng thì bác làm, bác không có chê trách cái gì cả. Bác nghĩ cái ca này nếu mà đưa lên anh Huỳnh Thanh Phong á, là anh ấy sẽ bảo trả. Cái chuyện mà như thế này là anh không chấp nhận. Tại vì anh ấy là cái người đã là tổng giám đốc của Prudential những cái năm đầu tiên. Và anh ấy là cái người rất có tâm. Anh ấy đã nói như thế này: những cái hợp đồng nào mà nó bị mất hiệu lực một tuần rồi cái sự kiện bảo hiểm xảy ra mà chết, cứ đền cho người ta. Chứ đừng có bảo rằng là cái hợp đồng nó bị mất hiệu lực rồi thì không đền cho người ta. Cái tâm của anh ấy nó đã đưa cái văn hóa chi trả cho công ty Prudential. Và bác là cái người mà gọi là mang tiếng là cứ bốc đâu thì ra lỗi đó. Và khi ra lỗi thì dĩ nhiên là cái người bị lỗi họ không thích mình rồi. Thành ra khi bác nghỉ á, hưu là 65 tuổi bác mới nghỉ nhà bồ mà, thì bác lại tiếp ra bác làm cho cả thị trường. Thành ra bây giờ bác lại còn bị cả thị trường nó ghét nữa. Thôi kệ ai ghét bác chị. Nhưng mà cái gì đúng, cái gì sai, chúng ta phải nhìn ra. Và khi chúng ta làm đúng, cái lương tâm chúng ta nó không cắn rứt. Tại vì cuộc đời các em, bác thì nó hết cuộc đời rồi. Bây giờ bác sống lát nhát, ngày nào ra ngày đó thôi. Chứ còn đùng một cái mà bác chết thì bác nghĩ là có đa số các em sẽ vỗ tay. Nhưng mà bác nói thật là bác chả sợ ai cả. Bác chả sợ ai từ nhỏ tới lớn. Trong bệnh viện bực mình lên thẳng giám đốc bệnh viện. Trong công ty bực mình lên thẳng tổng giám đốc. Bác không sợ ai hết. Cái gì đúng thì phải làm. Cái gì không đúng thì không làm. Đơn giản thế thôi. Nha. Thành ra bác hy vọng cái bài chia sẻ hôm nay thì các em xem và các em chú ý một điều. Cái nguyên tắc khi học Loma thì chúng ta chỉ thấy họ có nói về những cái điều khoản loại trừ hành vi nguy hiểm với điều khoản loại trừ hành vi phạm tội hình sự là họ để trong sản phẩm phụ thôi. Ai mà lại như nhà ép mang tiếng là loại trừ ít, có ít đâu, để tuốt lên trên ôm luôn cả sản phẩm chính, sản phẩm phụ và chuyện vi phạm hành chính luật giao thông bảo hiểm khi có rượu. Như thế thì không chi trả cho người ta cả sản phẩm chính nữa. Thành ra do đó tưởng hay mà lại hóa là không hay. Hồi đầu mình cứ tưởng là hay, nhưng mà bây giờ qua cái ca này thì mình thấy là bên FWD là phải chỉnh đốn lại đi. Không có làm ăn như thế này, làm ăn như thế này là thất đức lắm. Phải cắt nó, cái vấn đề mà điều khoản loại trừ á, chỉ bỏ vào trong sản phẩm phụ thôi. Tại vì khi người ta mua bảo hiểm là người ta chỉ mong người ta được bảo hiểm để cho người ta an tâm, thanh thản, để người ta kiếm tiền thôi mà, để người ta đóng cho mình thôi mà. Các em có hiểu không? Ok, bác Mai nói tới đây là hết lời rồi đó. Thành ra Mai nói bằng tất cả cái tâm của bác. Bác cũng không sợ ai đâu. Thành ra do đó đó, bác nghĩ là vừa rồi á, bác cũng nhìn thấy một số công ty cũng đã thay đổi từ chối qua chi trả là bác cũng mừng. Tại vì bác đã thấy đã có biến chuyển. Một mai khi bác không còn thì các em biết á, những cái gì bác làm cho ngành á, thì bác để lại. Đơn giản thế thôi. Còn bây giờ bác đương từ cái ca này để bác hướng tới cái gì? Bác hướng tới là bây giờ các doanh nghiệp bảo hiểm có muốn cạnh tranh với nhau thì cạnh tranh một cách lành mạnh, một cách anh hùng. Là cái gì? Là cái phí bảo hiểm á. Đừng có dùng cái phí chuẩn nữa. Tại vì trong cái phí chuẩn á là nó đã có cái chuyện hút thuốc lá trong đó rồi. Mà bây giờ dùng cái phí chuẩn mà cho cả người phụ nữ, cho cả trẻ con nữa, có phải là nó chịu oan không? Tại vì nó có những cái phí dưới chuẩn.
Bên Mỹ họ dùng phía dưới chuẩn để họ cạnh tranh nhau, còn mình không 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 dùng như thế là mình sai. Bạn có những công ty tại sao không ngóc đầu lên nổi? Tại vì không cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh xấu thành ăn, đi tới cái chuyện là chơi game toàn thị trường, đi tới cái chỗ là rối loạn hàng ngũ luôn, các em hiểu không?